don't even get to cross. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay rất đặc biệt ha. Thì PUBG Mobile đã chính thức ra mắt cho anh em quốc tế có thể trải nghiệm được rồi. Thì mình vừa về đến nhà là mình tải ngay rồi, mình test thử cho các bạn xem liền nè. Rồi, đây là phòng chờ nè. Thì bạn nào có chơi PUBG trên máy tính á thì cũng có thể nhìn phong cảnh rồi thấy có quang rồi ha. Cũng tự tựa. Ai, con người đồ cũng từ từ đó. Rồi thì các bạn biết rồi, thì game PUBG này nè, Battleground này nè, đang hot mà. Đang hot, rất hot trên bản PC, trên máy tính ha. Thì hôm nay nó đã có trên điện thoại rồi. Anh em nào mà không có điều kiện mua máy tính thì có thể chơi, tải về điện thoại về chơi ha. Rồi mình sẽ trải nghiệm thế nào. Ô, đẹp quá. Tuyệt vời quá, đẹp. Sướng quá, chảy nước mắt luôn à. Rồi mình sẽ nhảy xuống ngay đây luôn nè. Rồi nồng nóng muốn chơi không à, muốn nhảy xuống xem thế nào. Rồi đây là phần mềm quay video của mình á đó. Đó, có nhiều bạn cũng hỏi mình quay bằng mềm gì, mình quay bằng mềm đó nha. Đấy, rồi xuống. Hình như vẫn còn lỗi vậy. thấy thanh niên kia à. Wow, chắc đông quá. Ngon, kệ đi, ngon quá. Mình muốn xuống đây mình sẽ trải nghiệm xem thử thế nào, không biết cách bắn thế nào. Mình thì mình chưa chơi PUBG trên máy tính đâu, tại mình nhà mình không có máy tính, mình không có máy tính xịn cho nên chơi không được, chỉ xem những video trên mạng thôi. Thì thấy rất thích ha. Thì hôm nay ra bản mobile rồi, mình sẽ chơi song song hai game luôn cho các bạn luôn ha. Đây, giờ mình sẽ trải nghiệm PUBG trên điện thoại này xem thế nào. Wow, thì hiện tại là chỉ chơi được trên phiên bản Trung Quốc thôi à. Không biết bản quốc tế nó sẽ khi nào cập nhật, nên hiện tại toàn là chữ Trung Quốc không à, mình không biết chỉnh đâu à. Nói chung đâu biết tiếng Trung Quốc đâu chỉnh gì. Rồi nói chung là mới vô là thấy cấu hình đồ họa là vẫn còn rất chi tiết, đẹp ha. Đấy, ôi mọi người ơi, điều khiển cũng khó nhỉ. Ai ơi, có cái khử móc giống trong ruler nè. Sụp gân 5 viên này. Giống sụp gân 5 viên rồi, đúng rồi. Sao ta, ý chắc khó đi vậy, khó điều khiển quá, khó chưa quen mày à. Nói chung là chưa quen lắm. Mở cửa nè. Ôi, nói chung là tiếng Trung Quốc hồ không hiểu gì hết. Cứ nhặt đại đi, thấy không? Mình thấy nãy giờ á, là nếu mà mình chưa có gì là nó tự động nó nhặt luôn các bạn. Hình như trong cài đặt á, khi mà mình thiếu gì là tự động nó nhặt luôn. Đấy, đây là ba lô tự động nhặt luôn á, mình không có bấm gì luôn á, tự động nó nhặt. Đấy là mình thiếu gì là tự động nó nhặt luôn á. Rồi. Rồi bơm kìa. Acetin, nước acetin nè. Giống y trên Master ra trên máy tính luôn á. PUBG ơi, M106 gì. Nói chung súng này giống M14 trong nè. Đấy. Wow, bắn nhau kìa anh em. Hình như trong PUBG này nó Mobile này hình như bắn nhau nó không hiện hướng bắn cho anh em không. Nghe tiếng súng vậy thôi chứ không thấy, nãy mình để ý không thấy nó hiện ở đâu hết. Trên bản đồ cũng không thấy hiện luôn. Rồi mình sẽ đi cố gắng lút đồ chúng à. Quá, cấp 4 nè, đúng rồi, cấp 4 nè. Đây mũ bảo hiểm à, mũ 1 nè. Y luôn nè. Đây mình có xem những video ấy, có đồ luôn nè. Mặc bộ đồ, ồ đồ xanh đẹp quá. Thích quá, thích quá. Ôi gì vậy? Ê, đây có cái lỗ nè. Ô, tuyệt vời, hai dãy. Có cái lỗ để anh em có cớp nhắm ra đây bắn Y3 luôn á. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, cái tiếng súng kìa anh em, thấy không? Trên bản đồ mình thấy rồi, nó hiện tiếng súng bên kia kìa. Đúng rồi, mình mới thấy trên bản đồ nó hiện hướng có điếc đạn. Hay quá, hay quá. Vậy là cái này nó không có hiện trên thanh hướng giống trong ruler nha các bạn. Nó chỉ hiện
trên bản đồ. Đây, nó hiện những sống trên bản đồ đấy. À, nước tăng lực nè. Ồ, vẫn còn miếng bán. À, đó, đó, giờ bạn thấy nó hiện ở màu cam cam kìa. Ê, 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 nhầm nhầm, bán nhầm. Nói chung chưa quen lắm. Cứ nhảy nhảy. Rồi, nút ngầu đây, nút nhảy nó hơi bị lệch. Không có giống trong ruler nên nó hơi khác. Ồ. À, coi thử con nào không, nãy giờ nghe bắn nhau ầm ầm luôn. Ê, 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 trong nhà có người, trong nhà có người. Rồi rồi, ngon ngon ngon, có cơ, mình đang có cơ bốn luôn. Không biết bắn sao đây, giờ mình sẽ trải nghiệm bắn thử thế nào hả. Què 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 què, ôi mày hai con cớp rất khó điều khiển quá. Bắn mấy phát chết luôn anh em. Ô tuyệt vời, mạnh quá mạnh quá, bắn mấy phát à. Rồi đảo qua đảo qua. Tuyệt vời tuyệt vời. Ờ đi đi đi. À còn ai không? Nãy đây ngay đường bay chắc đông lắm, thường thường sẽ đông lắm nè. À mình sẽ qua bên thành niên đó lúc sáng thôi à. Tên 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 đây có quần luôn nè. Đảo qua đảo qua. Cái mũ kìa. Đây, cái hộp nè, bạn bấm trên cái hộp là nó hiện ra nha, nên có gì không? Ôm mũ đồ hư hết kìa, thôi không nhặt đâu. Ơi mặc đồ dày, ý có mặt nạ nữa nè, đó cái này mặt nạ nè các bạn, đó mình nhặt rồi đó. Đấy rồi, cha cha cha, đây nạp đạn là dưới đây nha bạn, nó hơi khác trong ruler nên đây túi đồ nè, túi đồ mình nè, thấy không? À, mình không hiểu đó, đi đồ tùm lum hết à, không có rành về súng nữa. Ờ à, kệ nhặt đại nhặt tùm lum à. Đó đi ra cửa sổ. Ở đâu rồi, rồi rồi thấy rồi, bên kia chết chết chết. À thấy rồi thấy rồi, ra 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 ra. Hên thanh niên bắn súng gì mà móc máu yếu vậy. Rồi 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 anh có cớp rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À bên kia bên kia. Quá trùng quá trùng quá, lần đầu tiên làm chuyện ấy. Ôi khó 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 quá, cái cớp khó điều khiển. Trời ơi mạnh vậy, súng mạnh vậy, ngon tuyệt vời tuyệt vời. Mấy nói chung mấy thanh niên này chắc cũng mới chơi mới trải nghiệm như mình này nên bắn cũng không được hay lắm, cho nói chung mình cũng bắn không hay lắm nha bạn. Ô đâu nữa, ở đâu vậy? Ê, chết rồi, rồi rồi xong rồi. Trời ơi tiếc quá. Rồi xin chào mọi người, thì vừa rồi là ván đầu tiên mình chơi đó hy sinh rồi, thì bây giờ mình sẽ chơi ván thứ hai ha, để giờ mình sẽ cố gắng nhảy xa xa để trải nghiệm review tổng quát cho các bạn xem ha. Mình sẽ không hồi nãy là nói chung là mới game mới ra nên mừng quá muốn nhảy xuống trải nghiệm bắn nha với tụi tụi này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chơi từ từ lại ha, mình sẽ đi vòng vòng đi xa xa chút để trải nghiệm review cho các bạn xem. Rồi đây phòng chờ nè. Ôi nhảy lên vòng vòng y luôn. Ôi nhìn nói chung là nhìn không khác gì trên PC hết bạn, trên máy tính á. Rồi thích quá, ước ao bao nhiêu, ước ao mấy tháng trời cuối cùng cũng có trên bản PC rồi. Ủa trên bản điện thoại mobile rồi. Này bạn đồ đây bạn nè. Rồi vừa nhảy đâu ta, vừa nhảy vừa giữ cho kia ha. Này là từ từ đang nhảy xa xa ra một chút, không phải gì non nóng hết. Mình sẽ nhảy qua bên cái chân suy nghĩ á, chỗ nào vắng vắng nha. Đây nó không hiện số người còn lại. À có đây nè, hiện sáu số hai sáu mốt sáu mươi còn 60 người trên máy bay vậy. Thôi ra đây đi, nhảy vào đây đi, xa quá, 1.800 m luôn kìa, xa quá. Nhảy đây luôn, để nhảy tới đâu hay tới đó. Nhảy xa xa chút cho tránh giao tranh để review cho các bạn tổng quát cái. Rồi. Chắc tối nay mất ngủ để chơi trải nghiệm để này. Đây. Wow, nói chung là đẹp đấy, phiên bản mới thử nghiệm mà nhìn tương đối đẹp ha bạn. Nhìn rất đẹp. Mình thấy ưng rồi đấy.
Đây, nhảy nhảy thì cũng nhảy dù cũng như giống như bên roller vậy đó bạn. Đây. Rồi. Hình như thả để thả tự do rất nhanh hơn nè. Quá. Wow. Ở gì dưới kia vậy, cái đường gì vậy? Rồi rớt ngay chỗ đồi trống luôn anh em ơi. Rồi đây không có cái gì luôn kìa. Ôi bên kia nhà bên kia. Ơi có cái nhà. Ơi. Ơi. Nói chung là cũng chưa quen lắm nên còn nhảy hay ngáo chứ. Rồi đi đi qua đây ha. Rồi đi bộ luôn, chơi luôn. Có gì không? Rồi có đèn 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 xanh nè. Gì đây? Cớp cớp một nè anh em. À mũ một nè. Rồi, ủa gì đây? Rảnh cống hả? Rồi. Rồi đi luôn. Ôi sao lên mọi người? Sao lên đây? Sao lên? Ai 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 đây có miếng dán lên nè. À? Hư cấu quá. Giờ đi đâu ta? Từ mình đang chỉnh cái này chút nha bạn. Không biết cái đồ họa không biết cái nào không biết mình chỉnh thấy à. Nói chung tiếng Trung Quốc không hiểu hết. Nói chung thôi. Cái này là gì mọi người? Bạn nào giỏi tiếng Trung Quốc có thể dịch giùm mình không? Ý là mình muốn tăng đồ họa cho nó đẹp lên á, sắc nét lên cho các bạn coi khỏi mờ á. Thì lát các bạn coi á, bạn nào mà coi trên máy tính á thì các bạn đừng có để full hết màn hình máy tính nha. Các bạn để khúc nhỏ thôi, nó coi sẽ rõ hơn. Bạn nên mở full lên nó sẽ mờ á. Đấy. Wow. Rồi giờ mình cho chạy bộ nhìn thằng này nó ẹo đít vui quá. Ơi ngay giữa bo luôn nè, tuyệt vời. À. Nhìn nó ẹo ẹo đít kìa. Ôi, chạy không mình thấy trong BG Mobile này là chạy tương đối nhanh ha. Này. Ôi, sắp tới nhà rồi nha. Chạy nhanh quá chừng luôn. Chạy chạy marathon luôn. Rồi. Cố gắng sống sót để vô vài top ra để review cho các bạn. Ấy. Lộn lộn mình bấm nút nhảy hơn bấm nút nằm nha, chứ nói chung là nó còn quen bên game trước các bạn, nói chung là hơi là chưa quen lắm. Rồi mấy gì đây, cây gì vậy? Nói chung nãy giờ thấy nhiều đồ lạ quá, không biết chắc cái đó là những phụ kiện cho các loại súng á. À, gì đây, mi 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 đây, gì đây, bắn vào. Wow, tuyệt vời. Hai 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 này này hình này băng đạn nè các bạn, không biết nó phù hợp cho băng đạn loại nào nữa. Mini 14 hả? À súng này là súng mini 14, bỏ mấy cái thứ quỷ sứ này đi. Sao góc bên nó có khóa màu đỏ không biết, chắc là mấy đó nó không có xài được hay là sao đó, cứ bỏ đi. À lục hả? Ê mặt nạ nè, nãy máu đi xuống luôn, không biết mặc áo không biết, nhảy xuống mặc áo không ta. Ô à không không mặc áo mọi người ơi, nhảy từ từ xuống không mặc áo này. Hai bay về đây xăng này. Rồi hỏi đi. Máu 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 hai nè, hình như chắc vậy á, mình cũng không rõ nữa. Đây bình máu lớn đó các bạn. A M16A nè, rồi đèn xanh này. Rồi good good, cho không biết trong cái này không có cớp cũng nhắm lên được luôn các bạn à. Đấy hay ha. Ba lô một. À, nói chung hình như mà mình đang chỉnh là hễ thiếu cái gì là tự động nó nhặt luôn á. Nhưng mà mình đang cầm xuống này nào, cái gặp phụ kiện nào có là tự động nó nhặt luôn bạn. Đấy. Bịch. Rồi. Đi qua đây. Tên 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 mất cứ có ai không ơi. M416 hả? Ơi có giày nữa các bạn ơi, hơi mang giày vô đi khỏi đau chân. À quăng bom thử nha các bạn. À đường bay nhắm lên nổ lâu vậy. À đèn khói, đèn khói. Ồ đã đèn khói à. Nhầm nhầm
Đấy. B. Giáp giáp này các bạn đấy. Nó cũng có phụ kiện sụp gân nạp như anh kìa. Đấy. Gì đây ta? Ơi chắc bữa nào đi học tiếng Trung quá quá. Ngu tiếng Anh là thôi. Tiếng Anh chưa học xong nữa bắt học Trung Quốc. Chết rồi. Hai bịch máu lớn nè mọi người. Á, hai bịch máu luôn. M16A4 hả? Đây sụp gân, mình nhặt sụp gân, này sụp gân 5 viên. Ừ, đúng rồi. Ồ. Bắn đạn sao nó thấy cái đạn nó không có ấy, nó không có một một chỗ nó bắn tỉ tỉ tùng lông á, thôi nhặt lại khẩu này đi. Khẩu này giống lúc đầu mình chơi thấy bắn ngon lắm, thôi nhặt lại đi. Này là cấp 1 đó. Đó cấp 1. Cấp 2 nè. À, nó kiểu có số 2 đó, nghĩ là cấp 2 đó. À, bỏ qua nè, bạn phải bỏ qua, nó không có tự động bỏ vô luôn hả? Này. Giờ cấp 2 y bạ đúng rồi. Đấy, tự động nhặt luôn các bạn, thấy không? Tự động nhặt bỏ vô cái súng sụp gần đó. Đấy. Mình nghe có tiếng xe máy bay gì vậy mọi người? Chắc là máy bay thả thính á. Phải không ta? Hay là có người ai chạy xe qua vậy? Ôi, mình nãy giờ chưa test review mấy xe cho bạn hả? Lát rác mình xuống mình review mấy xe cho bạn thêm sao? Không biết trong bản này có thiền chưa ta? Có thiền hay là máy bay gì chưa ta? Đây. Nhìn quan sát thử có thợ có thằng nào đó, thằng nào chạy xe qua bạn à. Nói chung nhìn ra cửa sổ nhìn đẹp ha. Nhìn nó lạ nó đẹp hơn, thích. Ấy. Nghe, nghe nghe tiếng bước chân nè. Đó đó. Wow. Thanh niên đang chạy đâu nguy hiểm vậy? Rồi nó lên thì sao? Bạn nghe tiếng bước chân không? Bịch bịch luôn á. Đó nó chạy á. À, cái này bạn phải thính thính à, có tai thính à mới nghe được. Nguy hiểm lắm. Đó nó đang chạy à. Nó chạy lút đồ đấy. Oh, mình lên đây, mình lên đây. Lên đây. Con lên đây. Sớm quá. Rồi mất im im treo luôn mẹ ơi. Đi mất tiêu à. Rồi nó biết mình trên đây sợ sao. Ồ, vậy là hồi nãy cái tiếng máy nổ nãy là chạy đâu bắn vậy? Wow. Anh ơi từ từ đây. Em chưa quen bắn cái này nữa. Nghiêm quá. Bình tĩnh bình tĩnh. Ui ui. Nói chung là thích hơn, mình thấy thích hơn bên ruler rồi đấy. Wow. Chà, cái gì là này là sao ta? À là chắc cái vùng vùng bơm á, vùng bơm á. Hiện đó là có vùng bơm đấy. Này, wow. Không thấy đâu hết. Nãy giờ nhìn qua cửa sổ không thấy ai hết luôn á. Sao đây ta? Mình có nên đi xuống không? Ở liều luôn nha các bạn ha. Liều không? Nãy giờ hết nghe tiếng bước chân của ai rồi, hết nghe nó chạy nữa. Nói chung là mình nhìn mình thấy cái này đẹp ha, tương đối đẹp mới bản đầu tiên mà đẹp ơi xe này, à, xe hư, xe mẫu, xe mô hình á. Nói chung bản đầu tiên mà tương đối nhìn thì tương đối rất đẹp rồi. Rồi mình sẽ ra ngoài ha. Ra ngoài trống dễ thấy dễ quan sát bắn chứ đứng trong nhà không thấy hết à. Rồi không biết thằng đó nó đi chưa nữa. Rồi wow. Gì đây ta, đèn pin nữa hả? Cấp 2 đó, vẫn nghe tiếng bước chân các bạn. Ở đây máu nè, máu nè, giáp 1 đó mình có rồi, mình đang mặc rồi. Hiểm á, đây là tiếng máy bay nè, thanh niên nó vẫn còn đây các bạn à, mình nãy mới nghe tiếng bước chân nữa mà. Wow, mày đâu ra ấy, mày đâu ra đây chơi luôn nè. Đâu rồi, mình chiến đấu như một người anh hùng đi. Ba lô hai này mọi người đã ở cấp 4 luôn nè. Wow tuyệt vời. Ý á, thấy rồi nhé, thấy rồi. Đâu đâu đâu
Đâu, tập bắn luôn nè, tập bắn luôn nè, thà chết. Ý chưa chưa nhầm nhầm rồi, đây đây đây, đó đó đó, cha cha, khó 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 chỉnh tâm vậy. Rồi mở cốp lên luôn nè. Ê, ê, trời ơi, ủa sao cái này bắn nhanh vậy, nếu mà sao nó bắn mình quá chừng mà mình không chết mà mình bắn nó phát phát nó chết à, hư câu quá. Rồi này không có thôi à, trùng chậm đa số bữa nay là mới cho những cho quốc tế cho toàn thế giới chơi nên chắc nhiều người cũng mới vô test như mình này nè, cũng chưa quen bắn thế nào, nói chung rất khó bắn nha mày, nói chung chưa quen, tại chỉnh lúc chỉnh tâm á, nãy mình chỉnh tâm hoài nó không có chính xác đâu nè, chỉnh từ từ luôn á, mình đứng thấy bạn thấy nãy mình đứng mình nhắm hoài luôn mới chỉnh ngay tầm của thằng đó rồi mình bắn không. Nói chung là cái này phải tập tập luyện vài tuần nhé, vài tháng à, công việc bận thế này không biết cái thời gian để tập luyện nữa. À, kệ, lâu lâu vô chơi ván vui thôi. Hay wow tuyệt vời, 41 thằng này các bạn ha, mình giết một thằng còn 41 thằng này, giờ mình sẽ đi vô bo ha. Ủa ấy có mặt nạ này thấy không, hiện đây mặt nạ nè. Ủa mình có mũ mà sao nó không hiện ta, à nó hiện bên đây, nó hiện bên đây này đó thấy không, mũ 15 còn đầy đủ ha, áo còn 200 ấy, bỏ cớp nè các bạn ấy, cớp một đây, này là cớp một này. Ừ, thấy không ấy, bỏ đi bỏ cấp 4 vô, mình có cấp 4 cấp 2 mà lấy chi đó, mấy nào cấp 1 hết nè. Ừ, cấp 1 hết luôn rồi, còn mấy cái này nó đỏ này nè không cho xài, không biết cái gì, chắc cho mấy cái súng hay là gì á, mấy súng khác á, súng nhắm hay là tiểu liên gì đó. Đó còn đạn gì quá chừng nè, cũng rõ nữa. Mấy đạn này chắc cho mấy cái súng khác á. Rồi đi rồi, nhìn y BUBG cho máy tính luôn, bắt cho rau ấy, mình đi hư lộn ngược lộn đường rồi quay lại, đã quá mọi người, không biết có ai có định nghỉ bên Rulo qua bên BUBG Mobile này chơi không biết, các bạn sao cứ comment bên dưới nha, nếu mà các bạn thích thích thì không biết các bạn có biết cách tải chưa ha, thì nếu mà các bạn muốn thích chơi game này á thì comment bên dưới một thích chơi để mình video sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn tải ha. Nói chung cũng dễ à, không có gì hết á, không có khó hết á. Rồi nếu các bạn muốn chơi á thì comment bên dưới để mình chỉ cách tải ha. Rồi mình sẽ đi bò vô ha. Nói chung là nãy giờ chưa review xe cho các bạn phải không, tìm xe đi, tìm xe nha, tê 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 tìm xe đây. Nên đem bịt khẩu trang này, không khí ô nhiễm quá, bịt mấy khẩu trang đi. Mặt nạ đó nó giỡn đó, chứ đó là mặt nạ nha bạn. Đấy. Có máy bay à, hạ thính bên kia rồi, rồi rồi còn 30 người, à nó hiện lên còn 30 người đấy. Wow sao vẫn thấy tiếng Trung Quốc khí không ta, như mình chơi toàn là gặp Trung Quốc không mọi người à, nãy giờ mình không thấy cái tên nào về tên tiếng Anh của nước ngoài luôn á, có khi nào có mình là mình chơi cho mày toàn chơi với Trung Quốc không sao. À, mọi người thấy cấp 4 nè, mình chưa nhặt được cấp 8, nãy từ đầu đến giờ chưa nhặt được cấp 8 nên không biết cấp 8 nó hiện thế nào, chắc nó sẽ giống y trên Battleground trên máy tính á, BOBG trên PC á bạn. Đây là chỉnh nè, nói chung là đây là chỉnh cốp, đúng rồi đi chỉnh cốp nè, mình sẽ chỉnh lại ha, mình sẽ tăng lên, mình thấy tăng lên đầu tại mình thấy cốp mình cơ bốn mình quay đây, cơ bốn này cơ bốn mình quay qua quay lại nó hơi rít á, mình sẽ tăng lên cho nó mượt chút ha, biết bao nhiêu nữa. À, đúng rồi mượt hơn chút nào các bạn, nhạy quá nhạy quá, kệ đó. Rồi ok rồi thì nói chung cũng không rành tiếng Trung Quốc đâu, mò đại. À, đi qua đi qua bên nhà này sợ có người quá, ra đường ấy, à, trong kia có xe kìa, rồi mình sẽ đi từ từ đi qua đó
lấy xe review cho bạn hả? Ai bạn đề xí nó sẽ chạy nhanh. À có thính kìa, ủa sao đèn có thính mà sao nó không có khói lên các bạn? Thường thường nhớ trên máy tính nó khói luôn mà, có khói mà ta. Kệ đi qua hay là có người luốc rồi ta. Kệ đi qua, từ từ qua thử coi. Để xem thử trong thính trong đây nó có cái gì không nha. Gì mới không nha. Không thấy ai hết mọi người. Tiến công, tấn công. Cuộc thi tranh giành thính bắt đầu. Đi nào, let's go. Rồi, đừng có anh nào ra nha. Thính thì nhiều em đi. Em mới chơi mà mấy anh nhường em đi, coi thử con nào trong đây không. Mình chơi trong Roblox hay có đang đi có mấy thằng trong nhà này nè, nhảy ra bắn nên giờ để ý, giờ cẩn thận gặp mấy nhà đó đứng ngồi dòm vô cái. Rồi không có ai hết, nhưng bạn đây ai. Rồi này này này, ngồi xuống ngồi xuống, có gì không. Ê, trời ơi à, gì đây, nồng hả, đạn cái M2 249 này giống trên bên ruler luôn bạn. Cái nhầm nhầm cái nãy giờ bấm nút nhầm, nút ngồi lại nút nằm nhầm hoài à. Rồi chỉ khẩu 249 đó, đó là M249 đó ha, giống bên bên ruler. Rồi mình sẽ không thích nhận đâu, câu khẩu khẩu đó nạp 100 viên đó, mà mình không thích bắn khẩu đó, mình sẽ bắn hai khẩu cây này à. Wow, bơm, nhặt bơm có gì hoàng chơi. Ai cái nhà xe này, nhà để xe này em. Ôi, bơm máu 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 giáp luôn nè. Ý sao kỳ, giáp 3 mà tự nhiên bỏ. Ý gì vậy? Rồi rồi rồi. Không. Ai gì ai. Ok. Gì ta? À đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Hàng chơi, shotgun đầy đủ có phụ kiện đầy đủ rồi, rồi đi. Ủa sao sao ta lái sao vậy, đứng nào mọi à, đây à, tốc độ nè, cua 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 để lái cua nào à, thắng rồi gì còn một số nữa cua qua à. Ôi khó vậy, khó lái vậy, khó lái quá anh em ơi. Để đem tra bản đồ đây hả, bên kia để mình chỉnh lại cái điều khiển xe đó. Đâu đây đây nè, à lấy cái đầu tiên đi này đó cho dễ không, nó lên xuống ba lại vậy thôi. Trời ơi, gì mà lên rùng rào quá. Thôi giờ tại giờ chưa quen mình sẽ dùng cách này thôi. À có xe máy nè, rồi mình sẽ rồi review xong cái xe ô tô này đâu, qua xe máy review cho bạn nè. Ồ y hệt trên máy tính luôn bạn này. Wow đen đen. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, mình sẽ đi ra bãi biển ha. Không biết có thuyền chưa nữa. Không biết phiên bản này mới trang đầu tiên này có thuyền chưa nữa, mình sẽ chạy ra đây coi cho có thuyền nha. Phải chỉ bảo vệ biển là gì rồi. Đảo quá nhanh quá. Cái thuyền chưa, không thấy chiếc nào hết. Tàu đi đi vòng vòng dọc bờ biển xem thử có cái gì không ạ. Con cậu vậy rồi, bo bên kia rồi, bo bên kia rồi ấy, không có thiền, thấy thiền không mẹ à. Chưa quen chưa quen. Ê, có thiền kia, có thiền có thiền có thiền à, thấy rồi, mình thấy thiền có thiền rồi mà. Ôi ôi có cái xe gì đây, xe đua à? Đó có thuyền nè mọi người, đó có thuyền trước kìa, đó thấy không, là cái bạn này có thuyền rồi. Ui xe đuôi nè, wow, xe địa hình, xe gì đây. Ui sướng quá này, vui đó, có càng tiếng biết nữa nè. Đề 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 là kim ý luôn bạn nè. Đây có xe mới khác nữa kìa, thôi thôi lấy xe này đi, mình đi thích xe này rồi đấy. Ui vô bo nào, cùng mấy thằng 13 thằng nữa hả. Ui biết đâu lần đầu tiên chơi được top không. Nói chung không ăn đâu, các bạn Trung Quốc chơi lâu rồi mình mới chơi sợ chơi lạnh, cứ từ từ. Mình sẽ lên leo lên đồi luôn đi, lên đi đồi cao cho dễ quan sát, có gì bắn dễ hơn nè. Lên lên nào ông ta, lên cố lên cố lên.
lên 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 sắp lên được rồi. Ôi ôi bốn ơi, càng ngày càng chậm rồi, rồi lên được mới rồi 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 lên nổ. Trời ơi, Cố lên rồi, mệt quá. À chỗ này là ngồi đổi vị trí ngồi nè. Ủa xe nè, thằng ngồi sao ngồi vậy hả bạn, vui vậy? À, học bắn ngồi sao bắn được không? À giờ ngồi sao không bắn được hả? Ngồi sao không bắn được hay là xe này ngồi sao bắn được vậy? Lên 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 được, lên được, cố lên. Rồi, cái gì vậy, mệt quá, bỏ xe đi. Gì vậy, cái đồ gì vậy, what the, ôi gì, đứng đứng trên núi rớt xuống chết luôn hả, xe xe cán chết luôn hả, vui vậy. Ôi thôi thôi, mình sẽ kết thúc video đây ha, mình sẽ luyện sau ha. Cảm ơn bạn đã xem video nha.